Ung thư phổi là ung thư phổ biến nhất toàn cầu và là loại ung thư đứng thứ hai tại Việt Nam về tỷ lệ mắc và tử vong. Việc chẩn đoán xác định ung thư phổi dựa vào mô bệnh học và được điều trị bằng nhiều cách như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, miễn dịch hay điều trị đích. Trong đó, điều trị đích là phương pháp mới được đưa vào điều trị tại khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên từ đầu năm 2024 đến nay, dành cho các bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn tiến xa, mang lại hiệu quả điều trị cao và hầu như không có tác dụng phụ với người bệnh. Giáp Tết năm 2024, bà Nên 69 tuổi ở xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn tiến xa, đã lan tràn và di căn hạch, tràn dịch tim phổi, tiên lượng xấu. Sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị hóa chất để ổn định tình trạng bệnh, bà Nên được xét nghiệm đột biến gen dương tính và được tư vấn áp dụng phương pháp điều trị đích. Đến nay, sức khỏe của bà Nên đã chuyển biến rõ rệt. 3 tháng này rồi tôi uống về đích này, cô cảm thấy nó khỏe lắm, tôi béo lên 6-7 cân thịt rồi. Mọi người khen là da dẻ dạo này đẹp lên rồi, lại không xanh như cái hôm chuyển hóa chất. Điều trị đích trong ung thư phổi là sử dụng loại thuốc nhằm vào các gen và protein chuyên biệt tìm thấy ở tế bào ung thư hoặc tế bào có liên quan đến sự phát triển của khối u, giúp kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tuy vậy, đến nay, số bệnh nhân ung thư phổi được áp dụng phương pháp điều trị đích tại khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên chưa nhiều. Nguyên nhân là do chỉ những bệnh nhân dương tính với xét nghiệm đột biến gen mới áp dụng hiệu quả phương pháp này. Bên cạnh đó, mặc dù thuốc được bảo hiểm thanh toán 50%, song phần chi phí còn lại mỗi tháng bệnh nhân phải chi trả cũng lên tới từ 8 đến 9 triệu đồng. Điều kiện của bệnh nhân sử dụng thuốc đích này thì chẳng hạn như ung thư phổi thì bắt buộc là phải có cái đột biến gen EGFR dương tính thì bệnh nhân mới uống được. Còn nếu bệnh nhân mà không có cái đột biến gen thì bệnh nhân không uống được, uống cũng không có hiệu quả gì. Chúng tôi cũng hy vọng rằng thời gian sắp tới là chúng tôi cũng sẽ triển khai được điều trị thuốc đích đến một số cái mặt bệnh khác, chẳng hạn như về ung thư đại trực tràng cũng như ung thư gan giai đoạn muộn thì cái điều trị thuốc đích là rất là tiến bộ và rất là tốt cho bệnh nhân. Khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh thường xuyên điều trị cho hàng trăm bệnh nhân ung thư các loại, trong đó riêng bệnh nhân ung thư phổi chiếm gần 30%. Các bác sĩ cho biết tỷ lệ bệnh nhân bị ung thư phổi đang có chiều hướng tăng. Sự ra đời và tiến bộ nhanh chóng của y học phân tử như sử dụng liệu pháp điều trị nhắm trúng đích tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên đã giúp nâng cao hiệu quả điều trị, đem lại niềm hy vọng cho các bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn tiến xa.